Quý vị đang theo dõi chương trình phóng sự cộng đồng của Đài Việt TV tại thành phố Houston, tiểu bang Texas. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 10 tháng 11 năm 2019. Và nhóm phóng viên Ái Hiền và Như Lê hiện tại đang có mặt tại ngôi chùa Liên Hoa thuộc thành phố Houston. Xin mời quý vị cùng tham dự vào đại lễ dân y Casa Catinat được tổ chức ngay tại chùa ngày hôm nay. Và xin mời quý vị cùng tham dự với Đài Việt TV cùng với lại tất cả các quý Phật tử. Theo truyền thống Phật giáo Nam Tông thì cứ vào luật Phật chế định mỗi năm chư Tôn Đức Tăng Ni an cư Kiết Hà từ rằm tháng 6 cho đến rằm tháng 9 âm lịch. Khi mùa an cư vừa mãn thì chư Phật tử vân tập về chùa thiết lễ cúng dường Ikasa đến chư Tôn Đức Tăng Ni trong ý nghĩa bảo lưu chánh pháp, vun bồi công đức và tiến tu đạo nghiệp. Đây là truyền thống sống của Đạo Phật, truyền thừa từ thời Đức Phật xuống cho đến chúng ta hơn 2.500 năm. Hôm nay là ngày 10 tháng 12 năm 2019 tại chùa Liên Hoa diễn ra đại lễ dân y Catina. Đối với người Việt Nam, ngay cái chữ Catina thì nó xa lạ lắm. Nếu không phải là truyền thống của Phật giáo Nguyên Thủy Nam Tông, nhưng mà Phật giáo quốc tế hai chữ Catina, cái chữ Catina là tự nhiên là biết từ trong bụng mẹ biết ra. Và cái lễ này nó lên cái quan trọng của tăng bảo, tức là cái hàng xuất gia, tăng ni xuất gia, cái chiếc áo nó giống như lá cờ giải thoát vậy đó. Khi Đức Phật thành Phật rồi năm ngày 35 tuổi, mà ngày tuổi thọ ngày 80, như vậy là trong cái 45 năm Đức Phật thuyết pháp giảng đạo giáo hóa chúng sinh đó, thì cái vào cái năm thứ 14 á, thì Đức Phật mới ấn định cái lễ dân y Catina này cho hàng tăng bảo, lợi ích của tăng bảo và là lợi ích của người Phật tử hộ Phật hộ pháp hộ tăng. Do vậy đó là cái ý nghĩa nó rất là quan trọng, cho nên cái sự hoan hỷ trong cái đại lễ hôm nay trong truyền thống của Nam Tông cùng khắp trên thế giới này, ở đâu có chư tăng nguyện thị nhập hạ thì trong rằm tháng 9 đến rằm tháng 10 âm lịch đó thì nhiều truyền thống đó như một lễ hội mừng chư tăng ra hà ni ra hà có được thêm tuổi đạo và mừng rằng là cái lễ đã hoàn tất và Phật tử dự phần vô để gìn giữ cái truyền thống từ thời Đức Phật cho tới bây giờ. Công việc của nhóm trực hạnh là tất cả trong nhóm đó nó có một cái là phục vụ về chánh pháp theo cái quy chế của Đức Phật từ xưa là cái lễ dân y Catina. Thì nếu biết chút xíu về Phật pháp, mình cảm thấy đó là một phước báo mình có thể làm được, thì nhóm trực hạnh đó là chung góp nhau để làm, không nhất thiết ai là thí chủ hết. Và cũng mong hay những vị Phật tử khác có thể mình cũng là làm nên một nhóm người với nhau để mà phát huy cái đạo pháp. Chú là một người Phật tử của bến Nam Tông, thành ra một năm cái lễ dân y là cái lễ quan trọng nhất của chùa. Trong cái lễ này thì chú cũng chuẩn bị một được một thời gian 4-5 ngày. Thành ra bây giờ nó hoàn mãn rồi thì mình thầy cũng hoan hỷ. Trong ngày hôm nay thì ước chừng là khoảng bao nhiêu y áo để dâng lên tất cả các vị tăng ở đây ạ? Có tất cả là 125 chiếc. Cái này á, về bên Nam Tông không phải là chiếc áo mà là cái y. Đó. Tại vì hồi xưa Đức Phật là chỉ dùng một tấm vải thôi. Thành ra bây giờ mình theo cái truyền thống của Đức Phật. Tăng y truyền thống ngàn xưa, ca sa biểu tượng ngọn cờ thánh nhân, sắc màu của bậc ly trần, phước điền y bát hàm ân muôn loài. Tâm thành nhiễu Phật hôm nay, giới nghi hợp đạo đúng thời tròn duyên. Vừa rồi là những hình ảnh do nhóm phóng viên của Đài Việt TV của chúng tôi ghi nhận về chương trình đại lễ dân y Casa Catinat được tổ chức tại ngôi chùa Liên Hoa, tọa lạc trên đại lộ Howard Sugarland của thành phố Houston. Ái Hiền và Như Lê rất là cảm ơn quý vị đã dành thời gian tham dự và theo dõi. Chúng tôi mến chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Chúc cho quý vị có một ngày kiết tường an lạc.